mở mắt dậy là cứ tưởng đâu câu mình đi luôn rồi. Như bản thân câu của mình đó là rất nặng, mình nói thật lòng với câu mình là rất nặng luôn. Di can có đường tỷ sống, tự mình biết ngồi không được là phải đường tỷ sống nó phải di can rồi. Tao mới ngủ là tao khuyên ngủ, hai vợ chồng tao khuyên ngủ với con mình ngủ. Sợ cái bệnh nó nguy hiểm, tao mới ngủ vậy với sáng không biết con có còn không. Là bây giờ nó vô tư, bây giờ nó không ăn uống, rồi giờ đi chơi, đi đùa, đi học, đi đùa, giờ nó không có một triệu chứng gì luôn ấy. Gần 2 năm kể từ khi con trai vượt qua cơn bão bệnh, nhưng ký ức về ngày được bác sĩ thông báo con mình mắc ung thư máu vẫn hằn sâu trong tâm trí của chị Phương. Vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc hoang mang, lo lắng, rồi có những lúc nhói đầu như cắt từng khúc ruột khi biết tin cậu con trai duy nhất, xa đồng phúc của mình, mắc căn bệnh mà không biết thời gian sống của mình còn được bao lâu. Hồi con mình phát hiện ra là từ lúc cuối năm con mình học lớp 9, còn là 2 tháng nữa là ôn thi cuối cấp, cấp 2 thì con mình nóng sốt. Đầu tiên là con mình chảy máu cam. Máu cam là nói chung là đi khám bệnh viện nhỏ này là không có bệnh viện nào kiếm ra. Mình mới đưa xuống ở dưới tay mũi họng ở dưới Lê Văn Sĩ kiểm tra, hầu đó là cũng cả triệu bạc luôn ấy, nhưng mà cũng không kiếm ra bệnh. Tới cái giờ về sau mà tới cái giờ nó nóng nó xấu hầu như là liên tục mà không kiếm ra bệnh, mà nhiều hầu nó đương đi học về đó nó đổ hết người luôn đó, nó nóng như bảo trong nó lại lạnh. Cái cuối cùng có mình nghi mình lo rồi, mình kêu nếu mà có vấn đề mình cũng câu trên mạng đồ, mình kêu sợ nhiều hầu phát ra ung thư thì dễ bị ra máu cam. Nó ra máu cam nó vẫn có triệu chứng. Cái rồi có mình coi, có mình đi xuống tới đưa nó 4 giờ sáng mình đưa xuống dưới trung tâm ung bướu, tự nó đông quá. Hai mẹ con đi mới 4 giờ sáng là đi xuống dưới xét nghiệm. Cái họ báo họ xét nghiệm máu đồ, chắc họ cũng nghi rồi. Cái họ báo họ kêu thì hạch. Tới giờ đó là hầu như nó sưng. Đầu tiên mình bị nhỏ thì này là nuốt một cái nang, ý nó đỏ nó cũng lên. Cái mình cứ nghĩ là cái nang là chắc chắn là chắc con mình nó nóng nó sốt nó bị nổ hạch. Thì mình cứ nghĩ như ông bà xưa mình ở một quê, hồi xưa ở quê đó. Cái rồi cuối cùng cái xuống dưới đó cái họ nuốt có một cái nang. Cái mình đi lo mình sợ, cái mình hỏi bác sĩ xét nghiệm rồi làm hết cho mình coi thử. Cái bác sĩ nói là bây giờ là con có một cái hạch nhưng mà hạch chùm. Mình nghe mình sợ hung rồi, mình ngã quỵ ở dưới rồi. Các bác sĩ nói là chừng cô kết quả là lymphoma là mình biết rồi. Mình lên trên phòng phòng quá trị xạ trị 3, mình mới lấy cái quả. Các bác sĩ nói là vô cho cháu sinh khiết vòm họng chụp. Cái vô trong đó riêng các bác sĩ kêu người nhà cho mẹ vô hổ. Các mình thấy đúng là nó đỏ lỡ thiệt. Mình lo mình sợ rồi. Chị Phương chia sẻ, mỗi lần chứng kiến con đau đớn không thể ngồi được, lòng tôi nghẹn lại, tim như muốn ngừng thở. Đó là nỗi ám ảnh, chắc suốt cuộc đời này vợ chồng tôi chẳng thể nào quên được. Đầu tiên là một cục nấm sốt mà nó u, nó to lên lần lần, hầu như nó liên tục nó u, nó đậu hết cục nọ tới cục kia lên. Đó cái cổ nó dài luôn á, đậu lên mà thấy sợ luôn. Mũ liên tục một lần nặng là cũng phải nửa chén, mà không biết ở đâu nó ra nha. Mà nó sâu dày này, cái cục đầu tiên là nó sâu phải đút con tay vô lột luôn á. Nó sao mà nó lây liên tục luôn á. Cái đầu nó xuống như cái nách này nè, dây can. Như bản thân câu của mình đó là rất nặng, mình nói thật lòng với câu mình là rất nặng luôn. Dây can có đường tỷ sống, tự mình biết ngồi không được là phải đường tỷ sống nó phải dây can rồi. Ngửa vậy miết không ngồi không được, ngồi nó đau, ngồi chỉ ngồi giữa ngửa thôi, nằm ngồi không được. Sau những hoang mang lo lắng, nhưng vợ chồng chị Phương cũng không dám buồn lâu, bởi chị hiểu hơn ai hết, đồng hành cùng con trai trên chặng đường đầy chông gai và đau đớn này. Vợ chồng chị luôn tự động viên nhau, không được phép gục ngã, không được phép bi quan, bởi gia đình chính là nguồn sống của con lúc này. Bên cạnh đó, chị Phương tìm đọc tất thảy những gì liên quan đến bệnh của con, với mong muốn tìm kiếm một sản phẩm hỗ trợ để tăng cường sức đề kháng, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạn chế sự di căn. Và cũng từ đó, chị biết đến An Cam. Rồi cứ bằng đây 1-2 giờ sáng ấy, mình thất miết thôi, cứ mình tìm hiểu trên mạng mình coi. Cái mình thấy sao cái dòng An Cam này sao nó tốt dữ vậy. Rồi về trên này cái mình tìm hiểu, mình thất hầu như cũng nhiều đêm lắm, 1-2 giờ sáng mình kiếm thuốc. Ý mình không biết thuốc gì thật tình, mình đâu phải bác sĩ đâu biết. Mình cứ mình bấm mình kêu thuốc gì mà chữa hạch rồi u rồi ung thư tốt. Mình cứ mình bấm lên mình coi thôi, Google thôi thật sự. Rồi mình cứ mình lướt sáng đêm giải điểm mình coi, mình theo dõi thôi. Cái tự nhiên mình thấy sao cái An Cam này nó hay. Cái mình coi trong cái bình luận,
Cô ơi, mình xem trong cái bình luận đó làm xong mình thấy show nó hay, họ uống mà show thấy nó khỏe, nó hay thật sự. Mình thấy thiệt, thật tình là mình thấy họ luôn, họ khỏe mà. Cái trước khi dùng ăn can là nói chung ngồi không được, cái lưng nó ngửa, mình biết di can qua đường tỉ vô bụng. Tại vì thường thường ung thư là nó hay di can đường tỉ. Ngửa dài ngồi ghế dài ngửa vậy biết tao chửi đau gì không ngồi được luôn. Cái rầu ca, cái kiểu mà người nó mệt mệt sao sao quá. Không chưa dùng ăn can là nó nóng, nó sốt miết người nó mệt. Giải với nó hành ấy, rồi lâu lâu nó có chẳng máu cam nữa. Nên từ cái ngày dùng ăn can là hầu như mình thấy triệu chứng nó là hết hoàn toàn luôn. Bữa nay nó đi học, đi đồ, đi chơi đồ bình thường thôi, không hề uống gì. Sốt chảy máu cam mà sốt nhiều lắm, là sốt liên tục không có hạ, uống không có hạ, sốt miết luôn. Con dùng là mấy cái 2-3 ngày là thấy hiệu quả, là con nó khỏe nhiều. Cái kiểu người nó đào thải ra nó khỏe nhiều. Hầu như là nó mình thấy mỗi ngày nó mỗi khác luôn. Từ cái ngày dùng ăn can là nó khỏe lắm. Như con đi học, đi đồ, đi chơi là nó bỏ hũ thuốc trong cặp, là cứ bữa uống mấy viên, nó khỏe nhiều, khỏe lắm, nó rất là khỏe. Chị thấy hầu như ăn can cũng không có cái tác dụng phụ gì đâu. Chỉ có đi phân đan rồi cái giống như cái lưng con đó là nó nổi mặn đỏ. Nhưng mà nó hay một cái là chị nên là sau này chị quen cái cách như vậy. Tự vì ăn can mà uống vô rồi cái cục u của mình nó rất là đau, mà nó đau cỡ một thời gian cỡ 5-10 ngày là tự nhiên nó mỏng, nó u cái nó bịch ra, mà hầu như cục nào nó cũng vậy hết. Đầu tiên là chị mua kia dùng thử có hiệu quả không, mà như mà dùng hầu như cứ thấy hiệu quả từng ngày luôn. Từ cái ngày con dùng ăn can là hầu như mình không lo bệnh tật, không lo gì về bệnh của con nữa, tại vì giống như người khỏe bình thường. Bây giờ mình không có lo gì bệnh tật, mình cứ nghĩ bệnh hạch đồ nó quan trọng, nó nguy hiểm. Chứ từ cái ngày mình dùng ăn can rồi là mình thấy bình thường thôi, hầu như mình không nghĩ gì con mình bệnh ung thư, bệnh đồ gì, thật tình mình không nghĩ luôn ấy. Dạ, cảm thấy bình thường, đi học lại bình thường, như sinh hoạt bình thường, như không có bệnh. Ước mơ của con là sẽ trở thành quản lý gara ô tô, rồi kiếm thật nhiều tiền lo cho ba mẹ, gia đình. Vẫn biết rằng chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng giờ đây Phúc đã khỏe mạnh, đã lại được đến trường để học tập, được vui chơi với bạn bè, được làm thêm công việc mà Phúc yêu thích. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất, hạnh phúc nhất để gia đình chị Phương tiếp tục cố gắng trong cuộc chiến này. Chị Phương hạnh phúc chia sẻ, vợ chồng tôi đã ngừng lo lắng, học cách lạc quan, tập trung vào hiện tại và biết ơn rằng con trai của chúng tôi đã khỏe mạnh trở lại. Bạn hoặc người thân đang gặp những vấn đề về u bướu như u tuyến giáp, u xơ tử cung, u não, hãy gọi ngay 0899 181 998 chia sẻ biểu hiện và tình trạng bệnh để được tư vấn giải pháp hỗ trợ tiêu u hiệu quả và an toàn bởi các chuyên gia Ancan. Hơn 8 năm ra đời, Ancan tự hào là giải pháp hàng đầu cho bệnh nhân u bướu. Truy cập website ancan.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Ancan, xua tan nỗi lo u bướu.